Xin chào các bạn ha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thêm nhạc vào trang cá nhân Facebook của các bạn. Mình nghĩ bạn nên làm một cái như thế này để trang cá nhân của bạn thêm phong phú. Và bài hát thì bạn có thể đa dạng và lựa chọn ha. Cách làm cũng đơn giản thôi. Thì đầu tiên á, bạn hãy truy cập vào app Facebook. Bắt đầu bạn hãy mở tới trang cá nhân của các bạn. Đây. Như mình đã thêm này. Đấy. Thì bạn có thể làm một cái như của mình. Rồi bạn hãy kéo xuống. Ở phần đăng status đây, bạn sẽ thấy phần là âm nhạc. Bạn hãy bấm vào âm nhạc. Thì ở đây mình đã thêm hai bài hát. Nhưng hiện trên trang cá nhân thì chỉ có hiện một bài thôi. Bạn phải chọn một trong hai hoặc nhiều bài. Thì để thêm á, thì các bạn hãy bấm dấu cộng đây. Và mấy bạn tìm kiếm nhạc ha. Thì bạn hãy tìm kiếm một bài hát mà bạn thích thôi. Thì mình sẽ tìm bài hát này. Đây. Đó, đã tích lên là ok rồi. Thì bạn hãy bấm hủy này. Cài lại, nó sẽ hiện cái bài hát này lên. Thì để nó ghim nó lên trang cá nhân thì bạn hãy bấm vào ba chấm. Đó, chọn đến phần là ghim trên trang cá nhân ha. Rồi đã ghi bài hát thì chúng ta hãy ra cho cá nhân và xem kết quả thôi. Đây nó có. Hoặc là bạn có thể thay đổi bài này. Bạn có thể thay đổi bài hát cũng được bằng cách nhấn vào ba chấm đây, nó sẽ hiện lên nè, xem trang của nghệ sĩ, thay bài, bỏ ghim. Thì mình sẽ chọn thay bài đi. Mình sẽ chọn bài của Sách Tùng này. Này nếu mà bạn đã thêm rồi á thì bạn phải vào âm nhạc và chọn lại chứ không thể tìm ở đó được ha. Đây mình đã ghim. Thì ở phần tính năng này bạn có thể nhấp trực tiếp vào cái MV này và chúng ta nghe ở Facebook luôn. Đấy thì bạn có thể nhấp trực tiếp và nghe ở đây luôn. Thì ở video này mình đã chia sẻ các bạn một cái mẹo nhỏ để có thể thêm âm nhạc vào cho kênh cá nhân của các bạn có thể phong phú hơn. Thì nếu bạn thấy video này hay á, hãy cho mình một like, subscribe và share nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.